vang rồi. Thua mất rồi anh em ạ. Nhưng anh em đừng vội nản chí, chúng ta vẫn còn rất nhiều cách để chiến thắng trong game Tuyệt Đỉnh Sóng Cuội kìa nha. Đầu tiên, mình sẽ bổ sung cái khỏe mệnh cho tướng này, lắp thêm thần binh này, bổ sung thần thú phụ trợ này, sắp xếp lại đội hình cho hợp lý này. Rồi, chúng ta chiến lại game nào. Quyết tâm thắng địch. Chiến nào. Ôi trời ơi. Game dễ, game là dễ, chiến thắng rồi anh em ạ. Anh em thấy chưa? Vấn đề ở đây không phải nằm ở kẻ mạnh kẻ yếu, mà nằm ở vấn đề đầu óc chiến lược của từng người, anh em có hiểu không? Vậy cho nên có vô vàn cách để chiến thắng trong game Tuyệt Đỉnh Tam Quốc. Vấn đề ở chỗ chiến lược của anh em cao đến đâu nha anh em nha. Tuyệt Đỉnh Tam Quốc, kiệt tác Tam Quốc đương đại, tải ngay trên App Store và Google Play.